Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc Việt Nam, người xứng đáng được coi là nhà tình báo vĩ đại nhất có thể so sánh với Richard Gorky hay Kim Philby của Liên Xô không phải Vũ Ngọc Nhạ hay Phạm Xuân Ẩn, mà chính là nhà tình báo chiến lược, đại tá, anh hùng quân đội nhân dân Việt Nam Phạm Ngọc Thảo. Ông chính là nguyên mẫu của nhân vật Nguyễn Thành Luân trong tiểu thuyết nổi tiếng Ván Bài Lật Ngửa của tác giả Trần Bạch Đằng. Thưa quý vị, khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo hoạt động đơn tuyến, không hề có đồng đội trực tiếp hỗ trợ mà chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Bác Hồ và Lê Duẩn. Ông không làm công tác đưa tin đơn thuần mà lớn hơn là được giao nhiệm vụ thay đổi chế độ tại miền Nam. Tương tự như mục tiêu Regime Change của Mỹ tại Iraq, nhưng nếu như Mỹ phải dùng đến hàng chục vạn quân thì ta chỉ dùng đến một mình Phạm Ngọc Thảo và ở chừng mực nào đấy đã thành công. Sự nguy hiểm của Phạm Ngọc Thảo đối với tổn vong của chế độ miền Nam đã lý giải tại sao chính quyền Thiệu Kỳ phải quyết bằng mọi giá thủ tiêu ông. Đại tá Phạm Ngọc Thảo sinh năm 1922 tại Sài Gòn, nguyên quán ở tỉnh Bến Tre. Ông xuất thân trong một gia đình điền chủ có quốc tịch Pháp, tốt nghiệp trung học công giáo Tarbes ở Sài Gòn và có theo học ngành công chính. Sau năm 1945, theo kháng chiến chống Pháp, sau Hiệp định Geneva, ông dạy học ở Sài Gòn, Vĩnh Long và nhờ Ngô Đình Thục giới thiệu với Tổng thống Diệm. Giữ các chức vụ trong chính quyền Sài Gòn như tỉnh trưởng Bảo An Vĩnh Long, chỉ huy trưởng Bảo An Bình Dương, tỉnh trưởng tỉnh Kiến Hòa tức Bến Tre. Khác với Vũ Ngọc Nhạ và Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo là người duy nhất có thể tác động trực tiếp đến chính quyền Sài Gòn. Là sĩ quan cao cấp trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, lại có lực lượng trong tay, ông chính là người đã trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt vụ đảo chính làm rung chuyển nền chính trị miền Nam những năm 1964-1965, gây mất ổn định nghiêm trọng chế độ Sài Gòn, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam. Nếu cuộc đảo chính với Lâm Văn Phát gạt Nguyễn Khánh năm 1964 thành công, Phạm Ngọc Thảo trở thành Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, thì lịch sử có thể đã có những thay đổi rất lớn. Trong những năm 1962-1963, giữa lúc phong trào đồng khởi lan rộng ở nông thôn, chính trường miền Nam Việt Nam trở nên rối ren, gia đình họ Ngô vừa cai trị độc tài, vừa muốn thoát khỏi sự can thiệp của người Mỹ. Tình hình này khiến cho phong trào đấu tranh của quần chúng ở đô thị dâng cao. Người Mỹ thì muốn gạt bỏ gia đình họ Ngô để thay vào đó giới lãnh đạo thần Mỹ nhằm biến miền Nam thực sự thành một tiền đồn chống cộng. Biết trước sau gì gia đình họ Ngô cũng bị người Mỹ lật đổ để dựng nên một chính quyền nguy hiểm hơn, Phạm Ngọc Thảo cùng với Trần Kim Tuyến và Huỳnh Văn Lang lên một kế hoạch đảo chính với mục tiêu cải sửa chế độ nhằm vô hiệu hóa ý đồ của người Mỹ. Theo kế hoạch này, lực lượng đảo chính sẽ vẫn giữ Ngô Đình Diệm làm tổng thống, chỉ buộc Ngô Đình Nhu ra nước ngoài. Tuy nhiên, kế hoạch bị lộ, Trần Kim Tuyến bị đưa đi lãnh sự ở Ai Cập. Ngô Đình Nhu không tin Phạm Ngọc Thảo tham gia kế hoạch này. Thứ nhất là ông Nhu không tin ông Thảo phản bội. Thứ hai là ông Thảo không có quân. Thực ra lúc đó ông Thảo đã được nhiều sĩ quan chỉ huy ở quân đoàn 3, quân đoàn 4, một số đơn vị biệt động quân, bảo an hậu thuẫn. Cuộc đảo chính không thành chủ yếu do thành phần đảo chính không phải là những người mà Mỹ có thể nắm được. Và như chúng ta đã biết, vào ngày 1 tháng 11 năm 1963, một nhóm tướng lĩnh do Mỹ bật đèn xanh đã tiến hành đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Anh em Ngô Đình Diệm đã chết thảm. Hội đồng quân nhân cách mạng do tướng Dương Văn Minh đứng đầu lên cầm quyền. Phạm Ngọc Thảo dù không chủ động tham gia cuộc đảo chính này, vẫn được Hội đồng quân nhân cách mạng cử làm tùy viên báo chí, sau đó được cử sang Mỹ tu nghiệp. Hội đồng quân nhân cách mạng cầm quyền được 2 tháng, đã bị tướng Nguyễn Khánh và tướng Trần Thiện Khiêm hai lần chỉnh lý, thâu tóm mọi quyền lực. Lên cầm quyền, Nguyễn Khánh đã rút Phạm Ngọc Thảo về nước, cử làm giám đốc báo chí, phát ngôn viên chính phủ. Lúc này ông đã được thăng đại tá. Mâu thuẫn giữa các tướng lĩnh trong giới cầm quyền ngày càng gay gắt, Nguyễn Khánh tiếp tục loại Trần Thiện Khiêm. Ông đưa tướng này đi làm đại sứ tại Mỹ. Phạm Ngọc Thảo cũng được đưa sang Mỹ làm tùy viên văn hóa, quân sự vào đầu tháng 10 năm 1964. Ông đưa luôn vợ con sang.
Tuy nhiên, sau đó do nghi ngờ Phạm Ngọc Thảo, nên cuối năm 1964, Nguyễn Khánh ra lệnh triệu hồi Phạm Ngọc Thảo về nước với ý đồ sẽ bắt ông tại sân bay Tân Sơn Nhất. Phạm Ngọc Thảo đã khôn khéo không về đúng giờ bay dự định nên thoát. Có mặt ở Sài Gòn, ông bí mật móc nối tổ chức lực lượng, kéo tướng Lâm Văn Phát và hàng chục sĩ quan khác tiến hành cuộc đảo chính vào ngày 19 tháng 2 năm 1965. Điều kỳ lạ là lúc đó Phạm Ngọc Thảo tuy là đại tá nhưng không cầm quân và đang bị Nguyễn Khánh truy bắt, lại có thể tổ chức và chỉ huy một lực lượng không dưới một sư đoàn làm binh biến, gồm các đơn vị thiết giáp với 45 xe tăng và thiết giáp, các đơn vị địa phương quân, lực lượng của trường bộ binh Thủ Đức và chủ lực là trung đoàn 46 thuộc sư đoàn 25 bộ binh. Cuộc binh biến do tướng Lâm Văn Phát cầm đầu về danh nghĩa, còn thực tế là do Phạm Ngọc Thảo tổ chức và chỉ huy. Sau này người ta gọi ông là tư lệnh hành quân 19 tháng 2. Chỉ trong một ngày, lực lượng đảo chính đã chiếm Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, Đài Phát thanh Sài Gòn, Bến Bạch Đằng và sân bay Tân Sơn Nhất. Đáng tiếc là do một số sơ sót trong hợp đồng tác chiến, Nguyễn Khánh đã được tư lệnh không quân lúc đó là Nguyễn Cao Kỳ cứu thoát. Tuy nhiên, Nguyễn Khánh cũng bị loạn. Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ và một số tướng lãnh được sự hậu thuẫn của người Mỹ đã lựa gió phất cờ, họp hội đồng tướng lãnh buộc Nguyễn Khánh từ chức và trục xuất ông này ra nước ngoài với danh nghĩa là đại sứ lưu động. Cử tướng Nguyễn Chánh Thi làm chỉ huy chống đảo chính, ra lệnh cho Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát cùng 13 sĩ quan đầu sỏ tham gia đảo chính trong vòng 24 giờ phải ra trình diện. Phạm Ngọc Thảo, Lâm Văn Phát, Trung tá Lê Hoàng Thao bỏ trốn. Tháng 6 năm 1965, Hội đồng tướng lĩnh giải tán chính phủ dân sự của Phan Huy Quát đưa tướng Nguyễn Văn Thiệu làm Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia tương đương quốc trưởng, tướng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban hành pháp trung ương tương đương thủ tướng. Chính quyền Thiệu Kỳ lập tòa án quân sự để xử những người tham gia đạo chính. Phạm Ngọc Thảo bị kết án tử hình vắng mặt, chúng treo giải thưởng 3 triệu đồng cho ai bắt được ông. Trong hồi ký của ông Lý Quý Trung, có viết về cái chết của tướng Phạm Ngọc Thảo như sau. Cái chết đầy bí ẩn của đại tá Phạm Ngọc Thảo sau cú đảo chính hụt tháng 2 năm 1965 mà nhiều người cho rằng kẻ ra tay là đàn em của Trung tá Loan, trong nhiều năm là một ám ảnh đe dọa đối với nhiều giới hoạt động chính trị tại Sài Gòn. Đại tá Thảo bị cảnh sát chìm của Trung tá Loan phục kích bắt tại địa phận thuộc một nhà thờ Công giáo ở miền Đông, nơi ông đang trốn với sự tiếp tay của cha xứ tại đây. Khi bị bắt, sức khỏe của đại tá Thảo tuy yếu vì bị trúng đạn trong lúc chạy trốn, nhưng tính mạng không hề bị đe dọa. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, chính trên chiếc máy bay trực thăng đưa đại tá Thảo về Sài Gòn, các đàn em của đại tá Loan đã ra tay bằng cách bóp và tinh hoàn đại tá Thảo cho đến khi tắt thở. Lúc trực thăng đáp xuống sân Tổng Tham mưu thì đại tá Thảo đã chết. Sự thật như thế nào là một dấu hỏi. Sau này trong hồi ký của mình, tướng Nguyễn Cao Kỳ có nhắc đến cái chết của đại tá Thảo nhưng cho rằng ông chết trong tù sau mấy tuần bị giam và bị đánh đập. Đoạn hồi ký trên của ông Lý Quý Trung cũng trùng với những tài liệu chính thức của ta hiện nay đều nói về cái chết của đại tá Phạm Ngọc Thảo như sau. Ông bị an ninh chính quyền Sài Gòn bắt đem đi thủ tiêu vào ngày 15 tháng 7, nhưng ông chỉ bị thương nặng, được các linh mục và các nữ tu đem về một tu viện chăm sóc. Sau đó nhà cầm quyền truy lùng tung tích và bắt ông đưa về cơ quan an ninh quân đội vào ngày 16 tháng 7. Tại đây, Nguyễn Ngọc Loan và thuộc hạ đã tra tấn và bóp bộ hạ của ông cho đến chết ngay trong đêm hôm đó. Báo chí và dư luận ở Sài Gòn trước giải phóng cũng nói như vậy. Chính cha Lãm đã trực tiếp gặp Nguyễn Ngọc Loan để hỏi cho ra nhẽ. Tướng Loan thì từ chối, bảo rằng không có chuyện đó, rằng ông Thảo chết là do bị thương quá nặng. Thậm chí ông ta còn nói mình không liên quan đến chuyện bắt bớ ông Thảo. Vị linh mục nói ông đã đem lời tướng Loan kể lại cho đàn em và bạn bè của Phạm Ngọc Thảo, nhưng không ai tin. Người ta sẵn sàng tin là tướng Loan nói thật, nhưng đó là sự thật ghi trên các phúc trình, báo cáo, biên bản của bác sĩ. Còn đối với tướng Nguyễn Cao Kỳ, sau này được hỏi ai giết Phạm Ngọc Thảo, có phải chính Nguyễn Ngọc Loan kẻ thân cận với ông Kỳ thời điểm đó hay không? Ông Kỳ trả lời rằng, tôi không biết ông Loan có giết ông Thảo hay không, nhưng mọi quyết định đều do ông Thiệu. Một điều chắc chắn là Nguyễn Văn Thiệu không tin ông Thảo là cộng sản. Ông ta biết các vị chức sắc công giáo cùng nhiều sĩ quan thuộc quyền nông ta cũng không tin ông Thảo là cộng sản. Bởi vậy mà Phạm Ngọc Thảo phải chết, vì ông là một đối thủ đáng gờm của người cầm quyền.
một người được giới chức sắc công giáo hậu thuẫn, được giới quân sự nể phục, một người tay không mà tổ chức được một cuộc binh biến khiến cho Nguyễn Khánh đang nắm trong tay cả một quân đội phải chạy tóe khói. Người ấy không đáng gờm sao được. Nếu Nguyễn Văn Thiệu, nếu các vị giám mục, linh mục tin Phạm Ngọc Thảo là cộng sản thì chưa chắc ông đã bị thủ tiêu. Những nhà tình báo lừng lẫy như Vũ Ngọc Nhạ, Lê Hữu Thúy, Nguyễn Tài cũng như nhiều cán bộ cách mạng cấp cao bị bắt, giới cầm quyền đều biết chắc các vị là cộng sản, các vị bị đày ra Côn Đảo, nhưng các vị có bị thủ tiêu đâu. Chúng ta nói thêm về Nguyễn Ngọc Loan. Nguyễn Ngọc Loan biệt danh là Sáu Lèo, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1930 tại Huế. Khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ra đời, Loan tham gia quân đội và trở thành người phi công lái khu trục cơ đầu tiên của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Khoảng đầu thập niên 60, Loan là chỉ huy trưởng phi đoàn 2 quân sát đóng tại Nha Trang. Đến năm 1964, Loan được thăng đại tá giữ chức tư lệnh phó không quân Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền tư lệnh Nguyễn Cao Kỳ. Trong chiến dịch mũi tên lửa, ngày 11 tháng 2 năm 1965, Nguyễn Ngọc Loan đã dẫn đầu những phi đoàn Bắc Phạt A1 Skyrider vượt qua vĩ tuyến 17 bắn phá miền Bắc Việt Nam. Sau chiến dịch này, Nguyễn Ngọc Loan được thăng chuẩn tướng và điều về làm Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia kiêm Giám đốc Nhà an ninh quân đội, phụ trách Đặc ủy Trung ương Tình báo. Năm 1966, Nguyễn Ngọc Loan được chính phủ của tướng Nguyễn Cao Kỳ cử ra miền Trung bình định vụ biến động Phật giáo trong cuộc bạo động Ly Khai, được xem là có sự hậu thuẫn của tướng Nguyễn Chánh Thi. Nhờ thành công trong cuộc bình định, một thời gian sau, Loan được thăng thiếu tướng. Nguyễn Ngọc Loan được coi như cánh tay mặt của tướng Nguyễn Cao Kỳ, lúc đó làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, tức Thủ tướng. Nhiều nhà phân tích tình báo quốc tế đã gọi Phạm Ngọc Thảo là điệp viên có 102 vì ông là điệp viên hoạt động đơn tuyến, không có đồng đội trực tiếp hỗ trợ, chỉ chịu sự chỉ đạo về chiến lược của Trung ương. Nhiệm vụ của ông không phải là thu thập tin tức mà là tác động đến sự rối loạn của chế độ ngụy quyền. Bằng hoạt động của mình, Phạm Ngọc Thảo là người có thể tác động trực tiếp đến ngụy quân ngụy quyền, là sĩ quan cao cấp trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã trực tiếp đạo diễn và tham gia chỉ đạo hàng loạt vụ đảo chính làm rung chuyển, gây mất ổn định chính phủ ngụy quyền những năm 64-65. Trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái quân đội ngụy, Phạm Ngọc Thảo bị xem là đối tượng nguy hiểm và bị đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ và không trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Thậm chí cả khi bị bắt và tra tấn dã man tàn bạo đến chết, Phạm Ngọc Thảo vẫn không hé lộ tung tích của mình. Mãi sau này, khi ông được truy phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người ta mới biết ông là điệp viên cộng sản. Đồng chí Trần Bạch Đằng, bút danh là Nguyễn Trương Thiên Lý, nguyên phó trưởng ban tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam có nhận xét. Các nhà tình báo thông thường có nhiệm vụ giấu mình, thu thập, khai thác tin tức chuyển về trung tâm. Riêng Phạm Ngọc Thảo đi thẳng vào hàng ngũ kẻ thù, tung hoành hoạt động vì tổ quốc cho tới tận lúc hy sinh, trường kỳ mai phục và độc lập tác chiến. Anh là người tình báo đặc biệt có 102. Đến nay, những bí ẩn xung quanh con đường hoạt động tình báo của đại tá tình báo Phạm Ngọc Thảo vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Có nhà báo đã viết, sự bí ẩn không phải vì xung quanh ông vẫn còn những bí ẩn quân sự, cũng không phải xung quanh ông có những điều nhạy cảm khó nói. Khó giải mã là do tầng tầng lớp lớp những biến cố lịch sử, những quan hệ, sự thiên biến vạn hóa của chiến lược, chiến thuật, kỹ thuật, nghệ thuật, chiến tranh tồn tại trên chính trường và trong cuộc sống nhưng nằm ngoài sách vở và các bản tổng kết. Cho tới phút cuối cùng của đời mình, chiến sĩ tình báo Phạm Ngọc Thảo vẫn trung thành với lý tưởng mà ông đã chọn từ thời trai trẻ. Sau năm 1987, báo chí trong nước có viết một số bài về Phạm Ngọc Thảo, nội dung còn sơ lược, chủ yếu dựa vào lý lịch và bản thành tích được công bố. Trong khi ở nước ngoài, nhiều người từng ở phía bên kia quen biết Phạm Ngọc Thảo cũng viết về ông. Bên cạnh việc thuật lại các góc độ khác nhau, những sự kiện mà họ chứng kiến là những phỏng đoán, nhất là sự phỏng đoán xung quanh hai vấn đề mà họ không giải thích được. Vì sao mãi tới 12 năm, sau ngày hòa bình, nhà nước Việt Nam mới chính thức công nhận Phạm Ngọc Thảo là người của mình? Nếu Phạm Ngọc Thảo là tình báo Việt Cộng, thì khi cuộc đảo chính tháng 2 năm 65 thất bại, ông hoàn toàn có thể chạy ra căn cứ một cách an toàn. Nhưng vì sao ông không đi mà ở lại một xứ đạo để cuối cùng phải chết một cách bi thảm? Sinh thời, cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt bao giờ cũng rơm rớm nước mắt mỗi khi nhắc đến Phạm Ngọc Thảo. Ông Phạm Ngọc Thảo, do đích thân ông Lê Duẩn giao nhiệm vụ ở lại miền Nam làm tình báo chiến lược,
không phải để cung cấp tin tức mà đi sâu vào hàng ngũ cao cấp của chính quyền Sài Gòn nhằm xoay chuyển thời cuộc, chuẩn bị cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Đối với ông Võ Văn Kiệt, Phạm Ngọc Thảo là nhà tình báo kiệt xuất, là người anh hùng hội tụ đủ nhân trí dũng. Ông vẫn tiếc là không cứu được Phạm Ngọc Thảo mặc dù ông đã làm hết cách. Còn ông Mười Hương, khi vừa nói đến Phạm Ngọc Thảo đã khóc như một đứa trẻ. Lần đầu gặp ông, khi những nhà báo hỏi vì sao Phạm Ngọc Thảo được công nhận liệt sĩ và phong anh hùng chậm như vậy, ông đã nức nở. Phong anh hùng 10 lần cho Phạm Ngọc Thảo cũng xứng đáng, nhưng chưa thể được vì vợ con Thảo đang ở Mỹ. Khi chiếu phim Ván Bài Lật Ngửa, tôi có gọi cho ông Trần Độ, lúc ấy làm trưởng ban văn hóa văn nghệ Trung ương. Bảo hãy cấm cái phim đó đi, đừng làm hại vợ con Phạm Ngọc Thảo. Ông Phạm Xuân Ẩn từng nói, sau khi Phạm Ngọc Thảo bị giết chết, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã đề nghị chính quyền Mỹ trục xuất vợ con ông Thảo. Lúc đó ở Mỹ có một cuộc vận động bảo vệ vợ con ông Thảo. Ngay cả những nhà báo Mỹ chống cộng cũng phản đối sự trục xuất này. Vì vậy mà vợ con ông Thảo vẫn bình an vô sự cho đến bây giờ. Sự lo xa của ông Mười Hương là tình nghĩa rất đáng trân trọng. Giọt nước mắt của ông đã đủ để giải thích lý do vì sao Phạm Ngọc Thảo chậm được thừa nhận một cách công khai. Quốc gia đại sự không bao giờ bỏ sót cái tình, và suy cho cùng cũng vì cái tình mà có quốc gia đại sự. Hai ông bà Phạm Ngọc Thảo và Phạm Thị Nhiệm có 7 người con, vợ ông từng đi dạy học, vợ và con ông hiện đang ở Hoa Kỳ. Tất cả các con của ông đều học thành tài và có người làm bác sĩ đang ở quận Cam. Trong dòng đề tựa trong cuốn Ván Bài Lật Ngửa, nhà văn Trần Bạch Đằng với bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý đã trân trọng viết: "Tưởng nhớ anh 9T và những người đã chiến đấu hy sinh thầm lặng." Ông đã sử dụng chính hình tượng của Phạm Ngọc Thảo để xây dựng nên nhân vật Nguyễn Thành Luân trong cuốn tiểu thuyết của mình. Tiểu thuyết này sau đã được dựng thành một bộ phim rất ăn khách. Vai Nguyễn Thành Luân do cố diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Chánh Tín đảm nhiệm. Ông Trần Bạch Đằng đã nhận xét: "Các nhà tình báo thông thường có nhiệm vụ giấu mình, thu thập, khai thác tin tức chuyển về trung tâm. Riêng có Phạm Ngọc Thảo đi thẳng vào hàng ngũ của kẻ thù, tung hoành hoạt động vì Tổ quốc cho đến tận lúc hy sinh, trường kỳ mai phục và độc lập tác chiến. Anh là người tình báo đặc biệt có 102. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã nói, anh Phạm Ngọc Thảo đã nhận một nhiệm vụ đặc biệt chưa từng có tiền lệ trong công tác cách mạng của chúng ta.